Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với DKDB. Như các bạn biết ở series trước thì chúng ta đã nói về nhân vật Scorpion. Nên là hôm nay kênh DKDB sẽ đem đến cho các bạn một nhân vật nữa cũng khá là quen thuộc và cũng gắn liền với Scorpion luôn. Đó chính là Sub-Zero. Let's go. Trước khi nói về Sub-Zero, chúng ta phải nói về hai anh em Bi-Han và Khoai Lang trước. Bi-Han và Khoai Lang là cặp anh em người Mỹ gốc Hoa. Grandmaster của tộc Lin Kuei đã từng có một nhiệm vụ sang Mỹ tìm một người phụ nữ để đẻ cho mình người nối nghiệp, và từ đó Bi-Han và Khoai Lang được ra đời. Khi cảm thấy hai anh em đã đủ tuổi, Grandmaster đưa cả hai trở về Trung Quốc để trải qua một khóa huấn luyện làm ninja bất chấp ý muốn của họ. Nói chút về Lin Kuei thì đây là một tổ chức sát thủ hoạt động lâu đời tại Trung Quốc, được coi là những sát thủ máu lạnh nhất thế giới, và có một đối thủ lâu đời, đó chính là tộc Shirayu. Thế là Bi-Han và Khoai Lang được bế về Trung Quốc để tham gia một khóa học sát thủ. Nhờ vào gen của Grandmaster, hai anh em đều sở hữu sức mạnh của một Cryomancer, đó là tạo băng từ tay của mình. Đồng thời cả hai cũng là những sát thủ tài năng. Lúc trưởng thành hơn, tính cách của hai anh em cũng khác biệt rõ ràng. Bi-Han được biết đến bởi sự máu lạnh, sẵn sàng giết chết bất cứ ai khi đang làm nhiệm vụ, nên nhờ đó anh được trao một biệt hiệu là Sub-Zero. Còn người em trai Khoai Lang thì lại có nhiều nhân tính hơn. Cậu sẽ không giết bất kỳ ai trừ khi đó là mục tiêu của nhiệm vụ hoặc cần thiết, nên là cậu được trao biệt hiệu là Tundra. Nhờ khoảng cách tuổi tác, thêm vào đó là kinh nghiệm dày dặn, Bi-Han được coi là sát thủ mạnh nhất Lin Kuei, thậm chí là vượt qua cả người em khác là Sector. Chính vì vậy, Bi-Han được giao nhiệm vụ đi tìm Map of the Elements, được ủy thác bởi Quan Chi. Không một chút suy nghĩ, Bi-Han ngay lập tức tiến tới Shaolin Temple để tìm tấm bản đồ và sau đó chạm mặt với Hanzo Hashashi, ninja pro VIP nhất Shirayu, người mà bằng cách thần kỳ nào đó cũng được Quan Chi ủy thác nhiệm vụ tìm bản đồ. Vì mối thâm thù lâu năm giữa cả hai gia tộc, thêm vào đó là cạnh tranh nhiệm vụ, cả hai lập tức có một trận tử chiến và chiến thắng dành cho Bi-Han. Thành công đem về tấm bản đồ, Bi-Han lập tức được cử tới Temple of Element để lấy về tấm bùa ma thuật. Trên đường, Bi-Han phải chiến đấu với nhiều đối thủ khác nhau, nhưng không ai có đủ sức mạnh để cản bước anh. Trước khi Bi-Han lấy được tấm bùa, Quan Chi xuất hiện trước mặt anh, tiết lộ đây là bùa của Shinnok, một Elder God sa ngã. Nhờ việc Bi-Han tìm được tấm bản đồ nguyên tố, cộng với đánh bại các chiến binh nguyên tố, Quan Chi đã dễ dàng có được tấm bùa. Mà chưa kịp hiểu cái mẹ gì đang xảy ra thì Quan Chi ngay lập tức tay ra đi. Thần sấm Raiden xuất hiện trước mặt Bi-Han, trách anh vì tiếp tay cho kẻ hủy diệt Earthrealm. Raiden giao cho Sub-Zero nhiệm vụ cướp lại tấm bùa từ Quan Chi bản thân cũng như là tộc Lin Kuei. Thế là Bi-Han tiếp tục tìm tới Netherrealm, đánh cờ rep mà giết các thủ hạ của Quan Chi, nhưng mà anh có tha mạng cho một người là Serena. Ngoài ra Bi-Han còn có một lần chạm mặt nữa với Hanzo Hashashi sau khi được Quan Chi hồi sinh và lấy cái tên là Scorpion thay vì là Hanzo. Quan Chi còn nói với Scorpion là Bi-Han đã dẫn đầu đội quân Lin Kuei tới sát hại tộc Shirayu trừ gia đình của Scorpion. Cả hai có một trận chiến nữa. Scorpion mặc dù đã hồi sinh và được Quan Chi búp thêm nhưng mà vẫn đeo thể ăn được Bi-Han, đeo hiểu kiểu gì. Cuối cùng thì Bi-Han cũng tìm được Quan Chi và đánh bại Tây Pháp Sư với một chút sự giúp đỡ từ Serena. Cô cầu cứu Bi-Han đem mình khỏi Netherrealm, nhưng trước khi kịp làm gì thì Shinnok xuất hiện và cắn trọng Serena. Tức giận vì sim mà chưa kịp thịt, Bi-Han sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình để lấy tấm bùa ra từ Shinnok. Mất đi tấm bùa, Shinnok biến thành một con gì đó mà tôi cũng đeo biết là con gì, rồi tấn công Bi-Han. Nhưng anh vẫn có thể trốn thoát thông qua một cổng tele mà Raiden đã tạo ra. Khi trở về từ Netherrealm, Bi-Han lần nữa lại được giao nhiệm vụ tham gia giải đấu Mortal Kombat tổ chức bởi Pháp Sư Trung Hoa Shang Tsung tại hòn đảo của hắn và ám sát gã Pháp Sư. Nhưng nhiệm vụ này lại không hề suôn sẻ cho Bi-Han lắm, vì anh còn đeo vào nổi vòng chung kết để giết Shang Tsung, mà lại là người được chọn Liu Kang. Tại cuối giải MK, sau khi Liu Kang đánh bại Goro và Shang Tsung, hòn đảo của Shang Tsung bất ngờ sụp đổ. Bi-Han bị bóc lốp bởi Scorpion. Bọ cạp cuối cùng cũng thành công báo thù Bi-Han. Web nhảm lờ vã lộn nhưng mà ok. Bi-Han sau này được hồi sinh bởi Quan Chi và dùng cái tên mới là Noob Saibot. Còn câu chuyện về Noob Saibot thì tôi sẽ để dành ra một clip khác. Khoai Lang sau khi biết về cái chết của anh trai mình, cậu đã từ bỏ cái tên Tundra, bắt đầu tập luyện để có thể tiếp nhận cái tên Sub-Zero để báo thù cho anh trai. Khi cảm thấy kỹ năng của bản thân đã đủ, anh nhận cái tên Sub-Zero, rồi tham gia giải đấu MK2 cùng với bạn thân Smoke. Khi biết Scorpion cũng tham gia, không rõ Khoai Lang đã chiến đấu với ai, nhưng khác anh trai mình, Khoai Lang tha mạng cho đối thủ và tiếp tục đi sâu vào giải đấu để tìm Scorpion.
Scorpion thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sub-Zero mình đã tận tay bẻ khớp và vẫn còn sống nhận răng để tham gia MK2. Nhưng khi nhìn thấy Sub-Zero tha mạng cho đối thủ, Scorpion nhanh chóng nhận ra đó không phải là Sub-Zero anh đã từng giết, mà là em trai của Sub-Zero. Scorpion thề sẽ trở thành người bảo vệ cho Khoai Lang như là một cách để bù đắp cho việc giết chết Bi-Han. Vì vậy khi đánh bại Khoai Lang, Scorpion đã tha mạng cho cậu. Thế là Khoai Lang tay trắng ra về, không báo thù được cho anh trai, không chiến thắng giải đấu, cũng như là không ám sát được tên Pháp Sư Trung Hoa. Trở về với Linh Quay, Khoai Lang và Smoke biết được tin Grandmaster quyết định khởi động dự án robot hóa các thành viên trong tộc, loại bỏ các khuyết điểm của con người để khiến họ trở thành những sát thủ hoàn hảo hơn. Bốn người đầu tiên được chọn ra để biến thành người máy là Cyrex, Sector, Khoai Lang và Smoke. Nhưng ngoại trừ Sector ra thì cả ba người còn lại đều không đồng tình với việc này. Khoai Lang và Smoke quyết định chạy trốn khỏi Linh Quay. Giữa đường, Smoke đã không may mắn bị bắt và đem về Linh Quay để biến thành người máy. Khoai Lang đến tìm Raiden, kể cho ông về sự việc và Raiden đồng ý sẽ giúp nếu Khoai Lang giúp Earthrealm chống lại Shao Kahn, kẻ đang vô cùng tức giận sau khi thua ở giải MK2, và quyết định đem quân tới chiếm Earthrealm. Khi quân đội của Earthrealm và Outworld chiến đấu với nhau, Khoai Lang phải chiến đấu với Smoke sau khi anh bị biến thành người máy. May mắn thay là giữa trận đấu, bằng những triết lý về nhân sinh, Khoai Lang đã giúp Smoke vượt qua phần mềm của Linh Quay và lấy lại được nhân tính. Cùng với nhau, cả hai đánh bại Cyrex và Sector. Nhưng mà không may, trên đường trở về, Smoke bị đội quân của Shao Kahn bắt giữ, tắt máy và đem tới kho chứa dưới lâu đài của Shao Kahn. Cuối cùng Shao Kahn vẫn bị đánh bại và Earthrealm giữ được hòa bình. Nhưng mà hòa bình thì không được lâu. Sau khi Shao Kahn bị đánh bại, Elder God Shinnok cùng với tổ chức Brotherhood of Shadow tấn công các realm. Nhận ra quê hương mình đang gặp nguy hiểm, Khoai Lang một lần nữa tham gia đội quân của Raiden để bảo vệ Earthrealm. Trong cuộc chiến chống lại Shinnok, Khoai Lang bị tấn công bởi Scorpion. Mày sẽ phải trả giá vì giết gia đình tao. Khoai Lang lúc này bối rối vãi luôn vì đâu biết tại sao mình lại bị ăn đánh. Khi bị đánh bại, anh mới nói với Scorpion rằng tao giết gia đình mày hồi nào? Chạy khỏi Linh Quay bận bỏ mẹ e. Những lời này đã khiến Scorpion chần chừ một lúc nhưng vẫn quyết tâm giết Khoai Lang cho đến khi Khoai Lang thề. Tao thề, tao uy tín, tao không hề giết gia đình mày. Mày giết tao thì kẻ giết gia đình mày vẫn ở đấy thôi. Và bất tử nhân sự luôn. Trong lúc Khoai Lang đang ngủ, Quan Chi xuất hiện tiết lộ với Scorpion kẻ giết tổng Shirayu và giết gia đình anh chính là hắn. Rồi Quan Chi cắt phép để đẩy Scorpion về Netherrealm. Nhưng Scorpion vẫn kịp lao tới ôm Quan Chi rồi lôi hắn xuống Netherrealm cùng với mình. Sống sót sau trận chiến với Scorpion, Khoai Lang quay trở về Linh Quay để ngăn chặn Grandmaster biến các thành viên thành người máy. Nhưng Grandmaster cũ đã bị Sector giết để chiếm lấy vị trí. Khoai Lang tiến tới thách đấu Sector và thành công trở thành Grandmaster mới của Linh Quay. Nhưng Sector thì vẫn thành công chạy trốn. Khi trở thành Grandmaster, Khoai Lang được đưa cho mề đay rồng, giúp Khoai Lang gia tăng sức mạnh của bản thân và có cho mình nhiều sức mạnh mới. Sau đó Khoai Lang chuyển trụ sở của Linh Quay từ Trung Quốc về Bắc Cực để không ai có thể làm phiền, và bắt đầu đào tạo một khóa ninja mới. Để tìm ra tài năng trẻ cho tộc, Khoai Lang đã tổ chức một giải đấu nhỏ và người chiến thắng sẽ trở thành học trò của anh. Và thật ngạc nhiên, một Cryomancer khác tên là Frost đã vô địch. Nhìn thấy được sức mạnh và tiềm năng của cô, Khoai Lang đã nhận Frost làm học trò duy nhất của mình. Dù mạnh và rất tiềm năng, nhưng Frost lại có một vấn đề rất lớn về nhân cách. Khác với Khoai Lang, một người rất bình tĩnh và lý trí, thì Frost lại rất kiêu ngạo và có tư tưởng khác với Khoai Lang. Điều này đã dẫn tới nhiều xung đột giữa cô và đồng minh của Khoai Lang, đặc biệt là Sonya. Khi nghe tin Liu Kang bị giết bởi Quan Chi và Sang Sung, Khoai Lang cùng học trò du lịch các realm để giết hai tên pháp sư này. Nhưng giữa đường, Frost lại lật mặt với thầy. Cô đóng băng Khoai Lang, cướp mề đay rồng. Mỗi tội là sức mạnh của mề đay quá lớn so với Frost, khiến cô bị đóng băng tới chết bởi chính sức mạnh của mình. Dù bị phản bội, nhưng Khoai Lang vẫn rất đau buồn vì cái chết của học trò và chôn cất Frost tử tế. Giữa đường về nhà, Khoai Lang thấy một nhóm người có thể điều khiển được băng giống mình, nên ông đã tìm hiểu và học kỹ thuật của họ. Rồi Khoai Lang nhận ra rằng bản thân mình và Frost là hậu duệ của nhóm người này. Sau đó Khoai Lang gặp một đồng minh đang bị thương, đó là Kenshi. Kenshi thông báo đội quân của Raiden đã thất bại trong việc ngăn chặn Quan Chi và Sang Sung. Không những thế, một thế lực mới xuất hiện tiêu diệt cả Raiden lẫn Sang Sung và Quan Chi là Onaga. Vì thế Khoai Lang quyết định quay về Earthrealm với Kenshi để ngăn chặn Onaga. Trên đường về Earthrealm, cả hai bị phục kích bởi Hotaru. Và vì lý do gì đó, Khoai Lang bị mù xuyên suốt trận đánh luôn. Bằng sự trợ giúp của Kenshi, cả hai vẫn hội đồng được thằng Samurai Wannabe này. Khi đang đi qua Outworld, Khoai Lang gặp Serena. Cô nói mình là một người bạn của Bi-Han và nói Bi-Han vẫn còn sống. Thế là Khoai Lang đổi lộ trình đến Netherrealm cùng với Serena để tìm anh trai mình. Theo một cách nào đó thì họ đã tìm được Bi-Han
nhưng Bi-han giờ đây là một người khác. Khi Khoai Lang tìm được Bi-han, Bi-han đang ở cùng bạn thân anh là Smok. Trước khi cả hai bên kịp nói chuyện gì thì Khoai Lang bị tấn công bởi chính Bi-han và Smok. Hai đánh một không chuột thì cũng quẻ. Khoai Lang không có cửa nào để chiến thắng cả hai và bị đánh bại cho bất tỉnh nhân sự. Rất may mắn thay là Serena xuất hiện kịp thời, biến thành quỷ và cứu Khoai Lang. Khi tỉnh dậy, thấy một con quỷ ngay bên cạnh mình, Khoai Lang tấn công mà không cần suy nghĩ, nhưng lại dừng tay khi biết đấy là Serena. Sau những sự kiện khó hiểu này, Khoai Lang quay về Linh Quay và bất ngờ chồng chất bất ngờ, Khoai Lang thấy Frost vẫn còn sống và đang tàn sát các thành viên trong tộc. Không chấp nhận học trò mình tàn sát đồng tộc, Khoai Lang buộc phải đóng băng cô và nhốt xuống hầm, nơi mà không ai thể đến. Giữa dòng sự kiện của Mortal Kombat Armageddon, con trai thần Argus Thorven đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tận thế, nhưng lại cần đồ để hoàn thành nó. Thorven đến Linh Quay để lấy một món quà được để lại bởi mẹ mình. Khoai Lang đồng ý cho Thorven lấy đồ nếu ông có thể chiến thắng mình. Trước khi chiến thắng được địch đoạt thì cả hai bị cắn trộm bởi Noob Cyborg và Smok. Đồng thời các chiến binh của Linh Quay cũng bị biến thành những con quỷ robot không hồn. Thực ra nghe khá ngầu nếu bỏ chữ không hồn ra ấy. Khoai Lang nhanh chóng bị đánh bại bởi anh trai mình. Nhưng trước khi bị kết liễu thì Thorven đã thách đấu Noob Cyborg và giành được chiến thắng. Khoai Lang định nắm lấy cơ hội này để thanh tẩy linh hồn anh trai mình, vì anh biết Bi-han đã bị ô uế bởi ma thuật của Quan Chi. Mà thanh tẩy được hay không thì tôi cũng đéo rõ, vì lần tiếp theo chúng ta thấy Khoai Lang và Bi-han là trận chiến cuối cùng ở Armageddon. Bi-han lúc này thì vẫn là Noob Cyborg và vẫn ở bên phe bóng tối, còn Khoai Lang thì vẫn ở bên phe ánh sáng, thì chắc là có thể nói là Khoai Lang đã thất bại trong việc thanh tẩy Bi-han. Và vì đây là Mortal Kombat Armageddon nên chúng ta đều biết là đéo có ai sống trong trận chiến này, trừ Raiden và Shao Kahn. Raiden lúc này thì cũng biết mình tổn lồn với Shao Kahn nên ông dùng tất cả các sức mạnh để gửi tin nhắn cho bản thân trong quá khứ, với mong muốn thay đổi được kết cục trận đấu. Và điều này dẫn đến nhiều thay đổi trong các sự kiện diễn ra trong phần Mortal Kombat trước, nên là... Và đây là phần 1 về câu chuyện của nhân vật Sub-Zero. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho kênh một like, một subscribe bạn nhớ. Bấm cái nút chuông để luôn nhận được thông báo mới nhất về phần 2 nhé. Còn bây giờ thì DKDB out.